Hello, xin mến chào quý cô chú anh chị đã trở lại với kênh Nhà phố Vân Nguyên. Xin giới thiệu Vân là môi giới chuyên bán nhà phố khu vực Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp và các quận trung tâm tại thành phố Hồ Chí Minh. Nếu quý cô chú anh chị có nhu cầu ký gửi nhà bán chính chủ, hãy liên hệ với Vân qua số điện thoại được hiển thị bên góc trái của màn hình. Và trong buổi chiều ngày hôm nay, Vân xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị một căn nhà 3 tầng nằm ở vị trí hẻm xe hơi 482, đường Lê Quang Định, phường 11, quận Bình Thạnh. Và đây là trục hẻm 482 đường Lê Văn Định, phường 11, quận Bình Thạnh nè. Xe hơi mình có thể lưu thông được, mình có thể đậu xe hơi ở gần nhà được luôn nha. Hẻm trước nhà mình nè, rất là rộng luôn. Và đây là căn nhà mà hôm nay Vân xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị nha. Trước nhà mình có một cái khoảng sân 14m² như thế này, rất là rộng thoáng. Nhà mình thì chung sân với một nhà bên cạnh này. Và đây là căn nhà mà hôm nay Vân xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị đây. Nhà mình có diện tích là 3m3 ha, tính từ mép bên đây nè. Tính mép bên đây là 3m3, chiều dài của căn nhà là 10m, diện tích công nhận trên sổ là 31m². Nhà mình á có hướng chính là hướng đông, phù hợp với các khách hàng có mệnh phong thủy là đông tứ trạch. Nhà có kết cấu là một trệt hai lầu. Công năng gồm có phòng khách, bếp, hai phòng ngủ và ba nhà vệ sinh. Và bây giờ Vân xin mời mọi người cùng tiến vào trong để tham quan chi tiết căn nhà của mình nha. Và đây là không gian của khu vực phòng khách nè, được gia chủ trang bị sẵn một bộ ghế ở đây. Và đây là bộ bàn ăn nè, một bộ bàn ăn 4 ghế. Và đây là vị trí nè, đặt tivi nè. Gia chủ để sẵn sổ hồng trên bàn cho chúng ta coi nè, lát nữa Vân sẽ quay cho quý cô chú anh chị xem nha. Và đây là khu vực bếp nè, bếp được gia chủ trang bị sẵn một kệ tủ bếp dưới nè. Và khu vực dưới cầu thang này mình có một nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thì được trang bị với các thiết bị cơ bản, gạch ốp phun tường. Chúng ta cùng nhìn lại không gian của khu vực tầng trệt nha. Từ đây nè, mình có thể nhìn ra được khoảng sân trước nhà mình rất là thoáng luôn. Và bây giờ Vân xin mời mọi người cùng tiến lên khu vực lầu 1. Đây là không gian của khu vực lầu 1 nè. Là một phòng ngủ master nè, có nhà vệ sinh riêng, có ban công phía trước và một cửa sổ bên phải. Đây là cái ban công trước nhà mình, ban công trước phòng mình rộng khoảng 1m nha. Gia chủ để lại cho mình giường ngủ nè, tủ quần áo và một cái máy lạnh. Và đây là nhà vệ sinh ở phòng ngủ thứ nhất, cũng được trang bị với những thiết bị vệ sinh cơ bản rồi. Và đây là vị trí để đặt máy giặt nè. Bên phải mình cũng có một cái cửa sổ. Và xin mời mọi người cùng tiến lên khu vực lầu 2. Thì kết cấu của lầu 2 cũng tương đương với lầu 1 á, bao gồm một phòng ngủ, có nhà vệ sinh riêng và ban công phía trước. Đây là phòng thứ hai nè, có ban công phía trước và hai cửa sổ bên trái nè. Nhà mình rất là thoáng nha. Và hướng đông á, thì chúng ta sẽ nắng buổi sáng, và buổi chiều chúng ta sẽ không có nắng chiều đâu. View ban công ở lầu 2 đây, ban công cũng rộng khoảng 1m nè. Thì phòng lầu 2 này chúng ta có một cái tủ nè và một máy lạnh ha. Và đây là nhà vệ sinh ở khu vực lầu 2, cũng được gia chủ trang bị sẵn với tất cả các thiết bị vệ sinh sẵn rồi.
Ở đây mình có một cầu thang để lên bồn nước phía trên nè. Ở đây mình có một cái giếng trời, có dây kéo nè, để tạo sự lưu thông đối khí cho căn nhà mình. Và đây là thông tin sổ hồng của căn nhà mình nè. Nhà mình có diện tích đất đất được công nhận là 31m2 nha. Diện tích nhà cũng được công nhận đầy đủ là 31m2 nè. Diện tích sàn là 90.5m2. Nhà có kết cấu là một trệt, hai lầu. Đây, hẻm trước nhà mình nè, rộng 5m nè. Có một khoảng sân 14m ở đây. Và với một căn nhà có kết cấu 3 tầng nằm ở vị trí hẻm xe hơi, đường Lê Quang Định, phường 11, quận Bình Thạnh này đang được gia chủ chào bán với mức giá là 4.900.000.000, còn thương lượng trực tiếp với chính chủ. Nếu quý cô chú anh chị có quan tâm đến căn nhà này, hãy liên hệ ngay với Vân qua số điện thoại được hiển thị bên góc trái của màn hình. Đừng quên bấm đăng ký để theo dõi những căn nhà đang được chào bán. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.